Theo khảo sát của hãng nghiên cứu thị trường Bankrate, thì nước Mỹ hiện tại có 44 triệu người đang phải làm hai việc để kiếm thêm tiền, chủ yếu là những người trẻ sinh sau năm 1980 hay còn gọi là thế hệ Millennials. Jonathan Rivera, năm nay 29 tuổi, đang là bồi bàn ở một nhà hàng tại New York. Đến năm 2015, anh nhận ra anh cần phải kiếm thêm tiền. Đó là lúc anh quyết định làm thu ngân và pha chế nước cho một quán cà phê trong cùng phố. Lý do tôi làm hai việc là vì tôi cần tiền để chi trả hóa đơn. Tôi cũng có nuôi thú cưng, cho nên tôi muốn làm thêm việc. Nhiều bạn bè của tôi cũng thế. Rivera không phải là người duy nhất làm hai việc. Theo nghiên cứu của hãng nghiên cứu thị trường Bankrate, Rivera là một trong 44 triệu người Mỹ làm nhiều hơn một việc. Hầu hết họ là người thuộc độ tuổi từ 20 đến 30. Trung bình mức thu nhập tăng thêm là $500 mỗi tháng. Đại diện nhóm khảo sát cho biết, những người làm thêm là để đủ chi trả những khoản chi cần thiết mỗi tháng, chứ không phải chỉ là để tăng thêm thu nhập cho ăn uống hay hưởng thụ. 28% trong số 44 triệu người làm thêm việc thuộc độ tuổi từ 18 đến 26. Họ làm thêm là vì một việc làm không đủ để họ chi trả các khoản hóa đơn. Một lý do khiến người trẻ Mỹ phải làm thêm là vì phải trả nợ thẻ tín dụng, nợ học phí hoặc nợ nhà ở. Đây có lẽ là một khía cạnh của thị trường lao động mà Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed cần cân nhắc.